Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Và ngày này là ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Hắc Đạo, về giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh, thiên hà thủy, ngày Bính Ngọ, tức can chi tương đồng, thuộc hỏa, ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thiên hà thủy, kỷ tuổi, canh tí, mậu tí, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày ngọ, lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất, thành hỏa cục, xung với tí, hình ngọ, hà hại sửu, phá mão và tuyệt hợi nhé. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi mậu tí, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ và canh tí. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây. Sao thiên mã, còn gọi là lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc. Sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết. Sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao đại hồng sa, tốt mọi việc nhé. Trong ngày cũng có các sao xấu như là sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao phi ma sát, sao tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao bạch hổ, kỵ an táng, sao lộ ban, kỵ khởi công, động thổ. Về ngày kỵ, ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đông. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên bạn tuổi Tý, bạn đang trong cái tình trạng quá yếu đuối, thiếu đi cái sự mạnh mẽ và đang có cái sự tự ti, bởi cái điều này có thể gây ảnh hưởng tới cái đời sống cá nhân, cái vấn đề về tài chính của bạn đó bạn nhé. Bạn tuổi Tý, trong cái ngày này bạn cũng nên thận trọng khi tham gia giao thông để tránh những cái rắc rối bất ngờ xảy ra với mình. Trong ngày này với bạn tuổi Tý đang có điềm báo về cái sự va chạm, cãi cọ, thị phi, án dính về tù tội, bạn cần phải hết sức chú ý độ. Ngày này với bạn tuổi Tý, kiếp tài chiếu mệnh, bạn đang có cái sự nghi ngờ, mâu thuẫn xảy ra nhiều điều khó chịu cho bạn trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Tý, nếu cần, bạn nên thẳng thắn với những người đang cố gắng làm ảnh hưởng tới cái thời gian, tâm sức của bạn. Bạn không có thời gian để tiếp tất cả mọi người và làm nhiều việc cùng một lúc đâu đó bạn tuổi Tý nhá. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, ngày này họa thủy xung khắc, cái điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh tuổi Tý
không được tốt cho lắm, cho nên bạn khó có được cái sự tập trung để làm việc. Buổi tối, tốt nhất là bạn tự tí nên dành thời gian ở bên gia đình, những người thân thiết, họ sẽ giúp cho bạn có được tinh thần lạc quan, thư thái hơn bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, bạn hãy mạnh mẽ lên. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, bạn nên nghỉ ngơi để hồi sức. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, bạn không vội tin tưởng ai. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, bạn nên cân nhắc khi lựa chọn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, bạn nên bình tĩnh và kiên nhẫn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu, cái vận trình của bạn, bạn đang gặp ngày ngũ hành Sửu ngọ tương hại. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Sửu có thể sẽ mất đi cái sự hỗ trợ của một nhân vật quan trọng nào đó. Với bạn tuổi Sửu trong ngày đang có điềm báo mâu thuẫn, bất đồng có thể nảy sinh và nó chỉ có thể được giải quyết nếu như bạn xem xét lại những cái hành vi của mình và cư xử thận trọng hơn bạn tuổi Sửu nhé. May mắn là trong cái ngày Bính Ngọ này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi Sửu có một ngày bận rộn với công việc và có thể sẽ có một cái chuyến thăm bất ngờ nào đó sẽ khiến cho bạn tuổi Sửu không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, cái quỹ thời gian của bạn cũng sẽ bị chi phối bởi cái điều này bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn đang gặp ngày hỏa thổ tương sinh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Sửu có những lợi thế nhất định về cho mình. Đây cũng là ngày mà các chi tiết đem lại cho bạn tuổi Sửu có được cái sự may mắn, đặc biệt là trong việc mua sắm, bạn cũng có thể có thêm phần một cái nguồn thu nhập mới cho mình rồi đó. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, cái việc xuất hành đi xa cũng gặp được thuận lợi, có thể gặp được quý nhân, có tiền tài, có tin vui trong ngày nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, công việc được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, bạn tập quen với những cái sự thay đổi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa có khả năng nổi bật. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, bạn đừng nói điều vô nghĩa. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, sức khỏe không được tốt. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần. Ở tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần, bạn đang có một ngày vận trình tình duyên của bạn rất chi là vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần đối với những bạn độc thân rất tốt. Tam hợp cũng là ngày mang lại cho bạn tuổi Dần, những bạn độc thân muốn bày tỏa cảm xúc của mình, đặc biệt là phái nữ. Tuy nhiên, bạn cần phải xem xét lại cái thái độ của đối phương trước để cân nhắc xem cái việc bạn nói ra có mang lại kết quả như ý muốn hay là không bạn tuổi Dần nhé. Ngày Bính Ngọ này với bạn tuổi Dần, bạn đang nhờ có được thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần hứa hẹn sẽ có trải nghiệm qua một ngày vô cùng là đáng nhớ, với vô vàn những cái điều ngẫu nhiên, thú vị hoặc một cái sự bày tỏa cảm xúc nào đó đầy bất ngờ, giống như thể là một cái chương trình mới trong cái đời sống của bạn bắt
đầu vậy đó bạn tuổi Dần nhé. Trong cái ngày này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh. Ngày này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần có được cái suy nghĩ nhiều hơn về số phận, đồng thời đưa ra những cái quyết định quan trọng trong cái đời sống tình cảm, hoặc là tập trung vào cái vấn đề về tài chính nhằm tiết kiệm một cái khoản tiền bạc đáng kể cho tương lai, cho cái kế hoạch tương lai của mình đó bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dần có nhiều sao tốt như là sao Sinh Khí, Thiên Mã, Nguyệt Tài, Đại Hồng Sa, cái việc cầu tài lộc, mở kho, giao dịch xuất hành với bạn hay là mua bán, ký kết hợp đồng trong ngày này với bạn cũng được nhiều thuận lợi nữa. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, bạn gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, có người giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, bạn không nên giải thích nhiều. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, cuộc sống bận rộn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn hãy bao dung cho người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên trong cái ngày Bính Ngọ này với bạn tuổi Mão, bạn làm gì cũng cảm thấy bất an, có thể vì bạn đang cảm thấy áp lực trong cái đời sống tình cảm của mình. Bạn tuổi Mão dường như bạn gặp khó khăn trong cái việc bày tỏ cảm xúc của mình với người mà bạn yêu quý đó bạn nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, bạn cần phải chấp nhận một cái sự thật rằng không phải điều gì cũng diễn ra trong cái tầm kiểm soát của mình, nhất là khi bạn đang gặp ngày có thương quan cản trở. Và bạn tuổi Mão, bạn đừng có cưỡng ép mọi người phải tuân thủ đúng như những gì đã được sắp đặt từ trước, bởi vì cái sự linh hoạt cần thiết nhiều hơn đó bạn nhé. Ngũ hành tương sinh, cái điều này mang lại sức khỏe cho bạn tuổi Mão được ổn định, năng lượng tràn đầy cho bạn mệnh. Đây cũng là ngày để cho bạn tuổi Mão dành thời gian cho gia đình, thiết lập lại một số những cái quy định và đề nghị cho mọi người tuân thủ được. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, cái việc xuất hành đi xa cũng có phần được thuận lợi, cầu tài lộc được tốt, giao dịch di chuyển mua bán cũng được hanh thông nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, bạn không nên hờn trách. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn nhớ thích ghi theo cái hoàn cảnh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, có nhiều nhiệt huyết. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, thử trao niềm tin cho ai đó. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, tin tưởng vào việc mình đang làm. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn, bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Thìn rằng bạn cũng nên thận trọng khi tham gia giao thông, tránh cái sự vội vã, hấp tấp có thể nguy hiểm cho sức khỏe, cho tính mạng của bản thân mình. Đây cũng là ngày để thêm vào đó những cái điều mới mẻ trong cái đời sống, thay vì để cái guồng quay quen thuộc cuốn bạn đi bạn tuổi Thìn nhá. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, hỏa thổ tương sinh, cái điều này cho thấy bạn mệnh có được chỗ dựa ở những cái mối quan hệ
tốt đẹp của còn nếu như bạn đang trong một cái mối quan hệ nào đó bạn tuổi Thìn, bạn cần phải thể hiện cái sự nhẫn nại nhiều hơn với đối tác nếu như muốn có được cái kết quả, có được cái sự chia sẻ bạn nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn tuổi Thìn về nhân thần nằm ở đùi, răng lợi, bàn chân và gan, cho nên bạn nên tránh cái sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn không thích hợp cho cái việc đi xa, vì vậy nếu như công việc cấp thiết không thể từ bỏ được, bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng nam, tài thần hướng chính đông để có được cái vận may cho mình. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, bạn đừng có ngại khó. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tình cảm được hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, bạn lắng nghe nhiều sẽ có lợi hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn nên kiềm chế lời nói buông đùa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn nên tôn trọng cái sự khác biệt đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn, bạn đang gặp được ngày có tam hội cục xuất hiện. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tỵ, bạn nên đặt ưu tiên cao nhất cho gia đình, trẻ em, dường như họ đang gặp những cái vấn đề rắc rối và cần tới cái sự quan tâm của bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy trở thành cái chỗ dựa tinh thần cho họ trong cái thời điểm quan trọng này nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn đang có được báo hiệu rụng rịnh tiền tiêu nhờ bạn đang gặp được thiên tài xuất hiện nâng đỡ cho cái vận trình tài lộc của mình. Tuy nhiên, đối với các vấn đề về tài chính thì bạn tuổi Tỵ bạn cũng nên cẩn trọng, có thái độ nghiêm túc khi tiếp cận với nó. Vậy thì bạn tuổi Tỵ đừng có đưa ra bất cứ cái quyết định nào dựa trên bản năng của mình, nếu không bạn sẽ phạm phải sai sót đó bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Tỵ, hỏa khí vượng nhắc nhở cho bạn tuổi Tỵ cần quan tâm nhiều hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình, bao gồm cả sức khỏe về thể chất lẫn sức khỏe về tinh thần. Trong ngày bạn nên chú trọng các thực phẩm phù hợp để làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Cách chế biến thực phẩm cũng cần phải quan tâm để phù hợp khẩu vị bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, bạn hãy nhường người ta một bước. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn nhiều việc thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, thường có quyết định khôn ngoan. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn nhớ tận dụng lợi thế thật tốt. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn đừng để cái nỗi sợ hãi lấn áp được. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày có ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Cái điều này gây ra cho bạn tuổi Ngọ nhiều cái phiền muộn không đáng có nhá. Thực ra với bạn tuổi Ngọ, bạn là người thường xuyên lo xa có những thứ chưa xảy ra, và cái điều này gây ảnh hưởng phần nào tới cái hiệu quả công việc hiện tại của bạn. Nhưng may là trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được chính tài chiếu mệnh
mang tới cho bạn có được cái niềm vui về tiền bạc, nhưng không phải là cái khoản lợi nhuận quá bất ngờ nào đó đến với bạn trong ngày đâu bó đó bạn nhé. Với bạn tuổi Ngọ, đừng thụ động trông đợi những cái món quà của số phận. Nếu có bất cứ cái phép màu gì xảy ra, chúng cũng chỉ bé nhỏ vụn vặt với bạn mà thôi đó. Ngày Bính Ngọ này đối với bạn tuổi Ngọ, họa khí vượng, nhắc nhở bản mệnh hãy quan tâm tới cái vấn đề sức khỏe của bản thân mình, thận trọng khi di chuyển nhằm tránh rắc rối có thể xảy ra với mình. Đây cũng là ngày mà bạn không nên quan tâm tới những cái thông tin bên lề, cũng như là dành thời gian cho những cái chuyện không phải việc của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ đang có cái điềm báo xấu khi xuất hành đi xa, điềm báo có sự va chạm, cãi cọ, thị phi, bạn cần phải hết sức chú ý độ. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, bạn tận hưởng hành trình thú vị. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, bạn nên giữ bí mật. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, có những ngày vui. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, có cảm xúc tích cực. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, may mắn có được. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có nghị ngũ hành ngọ mùi hợp nhất nguyệt, cho nên cái điều này mang lại cho bạn tuổi Mùi có được cái sự hiền hòa trong tính cách và cách đối diện với cái vấn đề của bạn tuổi Mùi cũng rất chi là tốt nhé. Nhờ đó mà bản mệnh tuổi Mùi được nhiều người quý mến và muốn hỗ trợ cho bạn những cái khía cạnh khác nhau trong cái cuộc sống này nữa đó. Chính quan chiếu mệnh dự báo cho bạn tuổi Mùi có được cái sự cần mẫn chăm chỉ của bạn lúc này được ghi nhận, tốt cho việc thăng chức phát triển sự nghiệp. Một cái vấn đề của bản mệnh nên điều chỉnh lúc này đó là bạn có phần cực đoan và cân nhắc đó bạn tuổi Mùi nhé. Và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, tốt nhất là trong ngày này không nên xây dựng nhà cửa, cưới gạ, chôn cất, trổ cửa, tháo nước hay là làm các việc liên quan tới thủy lợi, kỵ lập nhà, xuất hành, giá thú, bởi trong ngày có nhiều sao xấu như là sao Thiên Ngục, sao Thiên Hỏa, sao Hoàng Sa, sao Phi Ma Sát, sao Lộ Ban Sát đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, một điều nhịn, chín điều lành. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, bạn nên học hỏi nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỵ Mùi thuộc Hỏa, bạn đừng xem tivi hay là lên mạng xã hội quá nhiều nhé. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, bạn không nên nói nhiều. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, công việc của bạn được thuận lợi rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân đang nhờ có thiên ấn xuất hiện nâng đỡ cho cái vận trình của bạn, và bạn tuổi Thân có được cái sự tự tin hơn trong cái việc thể hiện năng lực và ưu thế của bản thân mình đó nhé. Tuy nhiên, bạn tuổi Thân, bạn đừng vì thế mà tỏa ra hơn người, hãy khiêm tốn và khéo léo hơn trong cách giao tiếp nhằm tránh những cái hậu quả có thể xảy ra gây ảnh hưởng tới bạn đó. Ngày này với bạn tuổi Thân, ngũ hành tương khắc
Cái điều này cho thấy bạn khó chịu vì điều gì đó không rõ ràng. Và bạn tuổi Thân, nếu còn bất cứ cái băn khoăn nào thì tốt nhất là nên ngồi lại với mọi người và thảo luận thẳng thắn, đặc biệt là liên quan tới các vấn đề về tài chính, tiền bạc bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, ngày này bạn nhớ tránh cái tác động lên những cái vị trí như là đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Bạn đang có cái điềm báo xấu khi tác động lên những cái vị trí này. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, bạn học cách cải thiện cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, bạn nên cân nhắc từng việc mình làm. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, cuộc sống nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, bạn dễ gặp nhiều chuyện may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, tình cảm lục đục. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là trong cái ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Dậu đang có được cái sự tập trung cho công việc của mình. Do vậy, mọi thứ với bạn trở nên khá chi là dễ dàng nhé. Bạn tuổi Dậu, bạn sẽ có một ngày đầu tuần vô cùng là bận rộn liên quan tới những cái cuộc gọi, đàm phán, thương lượng và những chuyến đi với bạn. Nhưng trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, ngày bạn đang gặp ngày có họa kim tương khắc. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày hôm nay, sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề. Và nếu như bạn tuổi Dậu ở trong nhà quá lâu, sẽ ảnh hưởng tới cả tâm lý của mình nữa đó nhé. Chính vì vậy, bạn tuổi Dậu, bạn hãy ra ngoài đi dạo, mua sắm một chút cho tinh thần của mình được thư thái hơn. Trong cái ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, cái việc cầu tài lộc, giao dịch, xuất hành, di chuyển, mua bán, ký kết hợp đồng với bạn được thuận lợi bởi bạn đang có được cái sự hỗ trợ của các sao tốt như là sinh khí, thiên mã, nguyệt tài, đại hồng sa đoạn. Và bạn tuổi Dậu, bạn cũng đừng quên khi xuất hành, bạn nên chọn hướng tốt, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, công việc của bạn được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, bạn đang có điềm báo mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, bạn đừng tỏa ra mạnh mẽ quá. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, bạn gặp chuyện xui. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, bạn có nhiều vấn đề được giải quyết đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong cái ngày bính ngọ này sẽ nhận được một số cái sự ngạc nhiên đầy bất ngờ từ người yêu thương, đem lại cho bạn những cảm xúc tích cực. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy dành nhiều thời gian để quan tâm, để chăm sóc ngoại hình của mình nữa bạn nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, thiên quan chiếu mệnh dự báo cho bạn tuổi Tuất biết rằng ngày này có thể rơi vào những cái vấn đề rắc rối trong cái đời sống cá nhân, đặc biệt là những người vốn ít gần gũi với người thân họ hàng. Trong ngày này
một cái cuộc gặp gỡ nào đó có thể bị ảnh hưởng bởi một vài cái thông tin không tốt cho lắm, khiến cho bạn tuổi Tuất cũng có phần phiền muộn đó bạn nhé. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, hỏa thổ tương sinh, cái điều này cho thấy bạn tuổi Tuất khá chi là khôn ngoan trong cái việc xử lý vấn đề liên quan tới tiền bạc. Nếu có kế hoạch gia tăng về tài sản thì bạn nên bắt đầu khởi động cái việc này càng sớm càng tốt nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất, cái việc cầu tài lộc, xuất hành, di chuyển, mua bán, ký kết hợp đồng, giao dịch được thuận lợi bởi bạn đang có được cái sự hỗ trợ của các sao tốt như là sinh khí, thiên mã, nguyệt tài, đại hồng sa. Và bạn tuổi Tuất khi xuất hành, bạn cũng đừng quên chú ý những cái hướng tốt, hỷ thần hướng tây nam, tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may, tăng thêm tài lộc cho mình bạn nhé. Ở về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, bạn hãy cư xử nhã nhặn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, bạn gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, bạn thay đổi không có gì là đáng lo cả. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn hãy điềm tĩnh trong mọi việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn tránh đối đầu. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi, bạn đừng có suy nghĩ nhiều về cái việc trả thù, nhất là trong ngày bạn đang gặp tỵ kim chiếu mệnh, bởi vì cái sự hận thù không giúp cho bạn tuổi Hợi tiến bộ hơn, hạnh phúc hơn đâu đó bạn nhé. Bạn tuổi Hợi, bạn hãy cố gắng gạt bỏ những cái chuyện xảy ra trong quá khứ và tập trung vào hiện tại, sống tốt trong cái khả năng của mình nhé. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn lại đang gặp ngày hỏa thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Hợi nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Bạn có thể đi xem một bộ phim thật hay cho tinh thần của mình được thư giãn. Và hôm nay cũng không phải là một ngày thích hợp cho cái chuyện tình cảm của bạn đâu đó bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Hợi, cái việc khai trương xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà không được thuận lợi với bạn. Trong ngày bạn đang gặp một số cái sao xấu chiếu mệnh như là sao Thiên Ngục, sao Hoàng Sa, sao Phi Ma Sát, sao Lộ Ban Sát. Chính cái điều này cho nên bạn đang có cái điềm báo về cái sự va chạm, cãi cọ, thị phi không tốt cho cái việc xuất hành với bạn đâu đó. Bạn cần phải chú ý. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, có người nói xấu. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bỏ qua những cái điều không đáng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn cần phải học cách thay đổi theo hoàn cảnh. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn hãy bình tĩnh suy xét. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn hãy học cách hiểu người khác hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.